Hai, các bạn, kênh của mình thì đã review cho các bạn về gói massage nè, súng massage hay là máy massage cầm tay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm nữa, đó là điện massage lưng đến từ nhà Kintet ha. Đây là một cái điện massage lưng đến từ nhà Kintet có mã là KC35. Với cái điện massage này á, thì các bạn sẽ dùng trong những trường hợp nào? Thí dụ giống như là các bạn dùng để thư giãn nè, những người làm việc văn phòng nhiều, hay là cha mẹ ông bà lớn tuổi, hay là những anh chị nào mà phải lái xe du lịch nhiều, xe hơi nhiều ha, thì có thể là sử dụng cái máy massage này để giải tỏa được cái phần đau nhức ha, mỏi ở ngoài cái phần lưng chúng ta. Thì cái phần điểm massage này nó sẽ giải quyết cho các bạn cái điều đó. Gói massage thì thường thường nó sẽ massage được cái vùng trên cổ, còn điểm massage thì nó sẽ massage từ cái vùng ở trên cổ này xuống dưới cái phần lưng và xuống đến những cái phần đốt sống và ngang cái phần thắt lưng của các bạn ha. Với cái điểm massage này thì nó sẽ có nhiều cái phần tính năng để mình sử dụng hơn. Các bạn thấy cái hộp to đùng không? Giá của cái điểm massage này thì cũng khá là rẻ thôi, đâu đó tầm khoảng cỡ 1,2 triệu thôi, đến từ Kintet. Kintet là một trong những cái thương hiệu mà làm đồ massage chính hãng có bảo hành ha, và một trong những cái brand mà mình thấy họ làm rất là chỉnh chu. Mặt trước của cái phần hộp thì các bạn cũng thấy luôn là cái phần đĩa massage được in ở đây. Nó sẽ sử dụng cái công nghệ massage 3D ha, CSU mới nhất. Công nghệ massage CSU này thì thường thường sẽ áp dụng trên những cái ghế massage cao cấp ha, thì cái đĩa massage này cũng có luôn. Các bạn thấy mặt trước thì nó sẽ để nhiều về thông tin nè. Thứ nhất là dễ dàng sử dụng nè, nhiệt hồng ngoại có hai chế độ, tự tắt sau 15 phút, và có 12 cái đầu massage. Đây, massage cái kiểu đai, miết và CSU. Mặt bên đây thì nó sẽ để về nhiều thông tin của sản phẩm, thông số kỹ thuật thôi. Và mặt sau này nó cũng để một cái số thông tin giới thiệu cũng giống như là những cái thông tin thì Kintet họ cũng đã in đầy đủ trên cái phần này rồi ha. Thì bây giờ mình cũng sẽ các bạn mở ra để xem cái phần máy massage này nó bao gồm những gì. Và đây các bạn, trên bàn mình hiện tại thì khi mà mở ra đầu tiên thì các bạn sẽ có một cái phần điểm massage ha. Đó, có một cái phần tẩu để các bạn sử dụng khi mà các bạn đi lên xe hơi. Tẩu này là tẩu 12V và cái phần dây này cũng khá dài khoảng 2 mét á, để các bạn sử dụng khi mà các bạn lên xe hơi ha, hay là xe tải để sử dụng được cái phần tẩu này. Tiếp theo thì có một cái hộp để đựng cái bộ adapter nguồn. Đây là cái phần adapter nguồn. Thì các bạn thấy Kintet họ cũng khá là quan tâm ha. Có một cái phần chặn lại, cái phần này không phải là tự nhiên lắp để cho có nha các bạn, mà để trong quá trình mà vận chuyển thì hai cái phần chấu này nó sẽ hạn chế bị gãy. Phần adapter nguồn này thì nó sẽ sử dụng cái nguồn ra là 12V 2.5A thì tương đương với lại là cái máy này nó hoạt động ở mức là 30W nha các bạn. Và kèm theo đó là một cái phần phiếu bảo hành, các bạn quét để kích hoạt bảo hành ha. Và cái phần điện massage lưng này thì được Kintet họ bảo hành 12 tháng luôn, nên các bạn cứ yên tâm mà dùng thôi. Một cái sách để hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng ngôn ngữ tiếng Việt luôn nha các bạn. Đó, sách hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết. Sơ lược về những cái thứ mà các bạn có thể là dùng được đó, thì gồm là một cái máy massage và cái phần tẩu để đi xe hơi, để dành cho những cái bạn nào mà đi xe hơi hay đi xe du lịch đó, thì sử dụng cái phần tẩu này để kết nối với lại là cái tẩu nguồn 12V trên xe để sử dụng cái điện massage này. Còn nếu mà ở nhà các bạn sử dụng thông thường thì các bạn sẽ sử dụng cái adapter nguồn kèm theo. Và cái phần dây của adapter nguồn này thì cũng rất là dài nha các bạn. Phần dây qua nó tương nguồn này thì khoảng 2 mét, nên các bạn cứ yên tâm từ cái phần ổ cắm điện cho đến cái phần lưng các bạn ha, thì các bạn để cho các bạn cắm thì cũng yên tâm ha. Thì ở đây mình thấy họ có một cái cục ga để chống nhiễu nữa, thì mình thấy họ làm cũng rất là chỉnh chu nha, adapter nguồn rất to nha các bạn. Thì điện mình đã cắp vào trong cái phần ổ điện rồi, các bạn để ý ha, ở bên cạnh hông của cái phần đai massage này nó sẽ có một cái phần dắt nguồn các bạn cắm vô, và cái phần này nó cũng sẽ lồi ra một khúc để nó cắm sâu vô trong, nó giữ được cho cái dắt nó được cứng và nó an toàn ha. Cái phần này các bạn cũng có thể là tháo ra cũng được luôn. Và kế bên đây thì nó sẽ có cho các bạn là hai cái phần phím để bật tắt nguồn nha các bạn, đây nè. Đó thì các bạn sẽ thấy là cái phần máy nó đang hoạt động, mình hiện tại đang bật lên. Ở đây có một cái phần tem của Kintet hướng dẫn sử dụng và vệ sinh nha. Về cái chất liệu cấu thành của cái phần điện massage này thì các bạn sẽ thấy họ sẽ làm được cái phần da PU nha các bạn. Đây, ở phần sau thì nó sẽ có một cái phần da PU này các bạn, và có một cái phần đai để các bạn kẹp vào trong phần ghế ha. Đây, một cái phần đai thì các bạn kẹp vào trong phần ghế ghế văn phòng ha, hoặc là ghế sofa hay là trên ghế của ô tô đều được nha các bạn, thì rất là đa năng. Và các bạn sẽ thấy ở cái phần mặt sau này thì đều làm bằng cái chất liệu là da PU. Mặt trước này thì các bạn sẽ có một cái phần chất liệu vải mét
ha. Thì cái phần giải này các bạn sẽ thấy là nó sẽ giúp cho cái phần điện massage này cũng giống như cái phần nhiệt được truyền qua cái lưng các bạn được tốt hơn. Các bạn sẽ thấy những cái bóng hồng ngoại ha, mình cố tình bật những cái bóng hồng ngoại lên cho các bạn thấy. Thì tổng cộng nó sẽ có cho các bạn là 12 cái phần bóng hồng ngoại, nó với thiết kế theo cái kiểu là massage bên đây kéo lên và bên đây kéo xuống ha, các bạn sẽ thấy những cái phần bóng nó đi. Đối với những cái bạn nào mà cảm thấy cái lực massage nó mạnh quá và muốn giảm cái lực lại thì sao, thì các bạn ở đây nó sẽ có một cái phần điện bằng chất liệu đó là PU, các bạn lặt xuống như vậy thì cái phần nhiệt của nó cũng sẽ truyền được ít hơn, và cái phần tác động giữa lực của những cái bóng massage này với cái lưng các bạn thì nó cũng sẽ giảm hơn. Thì điều đó thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ chịu hơn, lúc đầu mà các bạn chưa quen đến cái lực mạnh thì các bạn để này xuống ha. Và cái phần này thì các bạn cũng có thể là dễ dàng tháo ra nếu mà các bạn cảm thấy nó dính díu quá, các bạn không thích ha, hay là bạn muốn tháo và vệ sinh gì đấy, thì ở đây nó có một cái phần dây xích, ở đây thì các bạn chỉ cần kéo nó đó, các bạn để các bạn lấy ra đây các bạn, thì các bạn đã lấy được rồi cái phần này ra, để các bạn giặt hay là các bạn không thích sử dụng thì các bạn cũng có thể là tháo rời ra luôn. Điểm khá là hay ha, kinh tế họ thiết kế cũng rất là hay. Thậm chí là cái phần điện này nè, mình thấy á, các bạn cũng có một cái phần dây xích để các bạn tháo ra được xem là những cái phần bóng bên trong á nó hoạt động như thế nào nữa. Thì một lát mình sẽ tìm cách để mình giặt cái phần điện này lên để cho các bạn xem được là cái phần bóng bên trong nó hoạt động như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ giặt thử cái phần điện này cho các bạn xem là cái phần bên trong thì nó sẽ cấu tạo như thế nào. Thì đây là cái phần bên trong cái phần động cơ của máy ha, thì các bạn sẽ thấy nó hoạt động như thế nào. Ok không? Thì các bạn sẽ thấy tổng cộng ở đây thì mình sẽ nó chia thành cho các bạn là gồm hai cái phần, hai phần trên và hai phần dưới. Với hai cái phần trên này á thì nó sẽ có cho các bạn là 6 cái bóng, và hai cái phần dưới thì nó sẽ có cho bạn là tổng cộng là 6 cái bóng, và kèm theo đó là đèn hồng ngoại ha. Để massage thì các bạn thấy ha, thì nó sẽ xen kẽ thành như thế này. Và đặc biệt á, cái phần động cơ, cái điều mình thích nhất là cái phần động cơ trên cái massage này các bạn, nó hoạt động cực kỳ là êm ái nha các bạn. Hoạt động rất là êm luôn. Bạn thấy hoạt động rất là êm đó, mình để cặp ngay chân cái cổ mình luôn về, các bạn sẽ thấy nó hoạt động rất là êm, và kể cả những cái phần nhựa bên trong cái máy massage này nó làm cũng cực kỳ là dày dặn nha các bạn. Các bạn sẽ thấy cái phần nhựa ha, họ làm cực kỳ là dày dặn, để các bạn thấy cái phần nhựa làm cực kỳ là dày dặn nha. Và những cái phần bóng này nè, họ đổ ra cái phần khuôn nhựa cũng giống như là những cái phần ốc mà để siết cố định cái phần massage này, thì bạn thấy là ốc lớn ha, phần ốc rất là lớn, và họ làm dây điện cũng vậy, những cái dây điện kết nối thì cũng rất là lớn, và họ làm rất là bài bản nha các bạn. Phần dây thì nó sẽ có quấn dây cách nhiệt và họ làm rất là bài bản. Kể cả cái khung ở cái phần massage này thì mình thấy họ làm cũng rất là ok đó, bạn thấy ha. Về phần chế độ sử dụng thì cái máy này nó có tổng cộng là cho các bạn hai chế độ sử dụng, và cái phần chế độ nhiệt thì nó cũng sẽ có thể là tắt đi cũng giống như là bạc ha. Các bạn thấy bình thường thì cái máy nó đang hoạt động ở chế độ nhiệt bình thường. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái phím nguồn một lần nữa để các bạn sẽ thấy là cái máy nó dạng hoạt động ha, nhưng mà cái phần nhiệt hồng ngoại đã được tắt đi. Thì bây giờ mình sẽ bật lại cái phần nhiệt hồng ngoại cho các bạn xem là bằng cách mình nhấn vào cái nút nguồn một cái thì cái phần nhiệt hồng ngoại nó đang hoạt động ha. Ở chế độ sử dụng bình thường này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động đổi về cái chiều mà nó máy nó chạy ha. Ví dụ nó đang chạy đây tầm khoảng 1 phút rưỡi thì nó sẽ đổi chiều để cho các bạn. Và mình bật một lần nữa ở nút mode thì các bạn sẽ thấy thì cái chế độ nó bắt đầu nó thay đổi lại từ đầu ha. Nó thay đổi về một cái chiều hướng để các bạn thấy là cái phần máy này á, cái chế độ hoạt động nó cũng khá là hay. Có nghĩa là nó có thể là hoạt động tự động nó đảo chiều, hay là các bạn cứ đảo theo một chiều ha, tùy vào cái nhu cầu, giống như là cái việc mà các bạn thích massage ở chế độ nào thì các bạn massage ở chế độ đó nha. Thông thường nếu mà ban đầu các bạn sử dụng thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng thông qua cái phần miếng này nè để cho nó dễ chịu hơn, tại vì mình thấy cái lực massage của cái máy thì cũng rất là mạnh các bạn chứ không hề nhẹ đâu nha. Bây giờ mình sẽ lắp lại cái phần này cho bạn xem ha. Thì đây các bạn, thì bây giờ mình đã lắp lại cái phần miếng da lót ở trên cái phần lưng đệm ghế này để giảm lực cũng giống như là giảm nhiệt. Thì các bạn thấy đơn giản ha, mở ra lắp vô thì cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần một vài thao tác nhẹ nhàng. Thông thường nếu mà các bạn sử dụng thì các bạn để cái phần này xuống nè thì nó sẽ giảm được cái lực tác động như cái lưng, còn nếu mà muốn mạnh mẽ thì cứ để như vậy thôi. Và cách để các bạn sử dụng cái điểm massage này thì cũng vô cùng đơn giản nha các bạn. Các bạn để ý cái phần sau của cái phần điểm nè, nó sẽ có một cái phần dây, và các bạn sẽ đặt cái phần điểm lên trên phần ghế ha, và các bạn để cái phần dây này các bạn luồn cái phần mặt sau. Ở đây các bạn thấy không, nó có một cái phần mặt sau này, các bạn gài lại nha, và các bạn quay lại. Ở đây có một cái phần dây nguồn, các bạn cắm nguồn vào rồi ha, các bạn nhớ cắm cho sát nha, dây nguồn. Và các bạn bật cái phần điện này lên, nói các bạn thấy cái điện chạy chưa đó. Bây giờ thì công việc các bạn là sao ta,
ngồi trên cái phần điểm này để tận hưởng thôi, nó massage thôi chứ làm sao nữa. Đây các bạn thấy ha, cái phần điểm đã massage mình đây. Bạn thấy không, mình đang giữ rất mạnh vô luôn, nhưng mà cái phần điểm massage nó lực nó rất là ok nha các bạn, tác động vào trong những cái phần lưng mình đây các bạn thấy. Nếu mà các bạn nào cảm thấy cái lực nó mạnh quá thì các bạn cứ chập cái phần này xuống để nó giảm lực lại, nó dễ chịu hơn. Nó đổi chiều đó các bạn. Đó, ngồi và thư giãn thôi. Tầm khoảng 15 phút một ngày thì các bạn sẽ thấy nó rất là ok nha. Cái điểm mà mình thích á, khi mà sử dụng cái phần điểm massage này nè, là cái lực massage của nó rất là mạnh nha các bạn. Mình thì khoảng 80 kg, tuy nhiên thì khi mà mình ngồi mình đặt cái lưng lên trên cái phần điểm này á, thì cái phần điểm hoạt động mạnh mẽ, nó hoạt động đủ lực chứ nó không phải là yếu xìu giống như là những cái phần điểm massage giá rẻ trên thị trường đó các bạn. Cái động cơ của nó làm cực kỳ là mạnh, kể cả mình 80 kg mà mình dựa lên, nhưng mà cái phần điểm massage này nó vẫn hoạt động im ru à, nó không có vấn đề gì bị quá lực hay nó bị đầy hết. Về những cái phần bi này thì được Kintest đó, họ đã nghiên cứu đặt trên những cái vị trí huyệt đạo cũng như là những cái vị trí trên cơ lưng của bạn dọc theo cái lằn lưng chạy dài xương sống, nên thật sự là khi mà mình ngồi làm việc, mình làm việc ở trong phòng ha, tầm khoảng cỡ nguyên ngày đi mà mình muốn thư giãn, mình chỉ ngồi lên tầm khoảng cỡ 10 15 phút thì thật sự là nó rất là êm cái lưng. Không tin thì các bạn có thể thử ha. Cũng giống như là có một cái người thật sự là khi mà đấm 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 lên cái phần lưng của bạn, tuy nhiên thì bình thường nếu mà một người làm thì chỉ có hai cái tay thôi, đấm được một hai vòng thôi, còn này nói nhiều, nếu 12 cái bóng khác nhau thì cùng lúc nó sẽ tác động được nhiều cái vị trí trên lưng của bạn. Đối với mình lưng ngắn á, thì lúc mà mình ngồi lên á, thì nó sẽ ngang ngang với cái phần cổ mà luôn, còn những cái bạn lưng dài thì chắc có lẽ tới cái phần vai thì nó sẽ hết ha, tại vì thiết kế theo cái form này là cái form chung, còn những người lưng dài lưng ngắn thì các bạn có thể là giờ lên giờ xuống một tí. Cái vấn đề này thì mình thấy nó cũng không thành vấn đề mấy nha. Nhờ đó các bạn, thì trong video này mình cũng đã chia sẻ cũng giống như là review cho các bạn về cái phần điểm massage lưng của Kintest mà là KC300. Thì thật sự với mức giá nó đó tầm khoảng cỡ 1,2 triệu hơn một tí thôi, thì đây là một cái điểm massage mà mình thấy nó có chức năng massage đầy đủ nha các bạn, gồm massage 12 bi bóng bi và nó có nhiệt hồng ngoại là nhiệt thật sự nha các bạn, đủ nóng để giúp cho cái phần lưng các bạn cảm thấy nó thoải mái. Và cái phần điểm này nè, các bạn có thể sử dụng ở ghế văn phòng được ha, là ghế sofa, bàn cây hay là bàn đệm đều được, hoặc là bạn có thể sử dụng trên xe tải, xe ô tô ha, xe hơi một cách nó thoải mái luôn, giúp cho các bạn thư giãn được cái phần lưng các bạn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và kể cả ông bà cha mẹ lớn tuổi á, thì những người mà cái phần cơ xương á, nó có vấn đề về đau nhức xương khớp thì cái điểm này nó cũng bổ trợ rất là nhiều ha, cho những ông bà cha mẹ các bạn giảm được cái việc căng cơ cũng giống như là giúp cho họ cảm thấy thoải mái hơn. Về phần link để đặt mua cái điểm massage này á, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn có thể là bấm vào tham khảo và đặt mua. Nếu các bạn cảm thấy video hay á, thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.